Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết số 09 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng. Theo đó, năm 2022, Đà Nẵng chọn chủ đề là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong đảng, chính quyền và trong toàn xã hội, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tình trạng biên chế, phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính, gắn với triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục nghiên cứu đề xuất trung ương ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ có trọng điểm, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đà Nẵng cũng đề ra nhiều giải pháp quan trọng để đạt các mục tiêu chủ yếu như GRDP tăng 6-7%, tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt từ 3-5%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 9-10%.